Đại lễ mừng Thánh Du Xe Quan Thầy Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2022 Thánh Du Xe là quan thầy của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Mỗi người chúng ta đều có mối liên hệ thân thương và thiêng liêng với người. Như thế, ngày lễ Thánh Du Xe hôm nay là ngày lễ của mỗi người chúng ta. Đó là lời mời mà Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã khẳng định trong Thánh lễ mừng Thánh Du Xe Quan Thầy Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2022 tại Nhật thờ Chính tòa Hà Nội. Hiệp dân trong tâm tình ấy cùng Đức Tổng giám mục Du Xe, thánh lễ còn có sự hiện diện chân quý của Đức Hồng Y Phaero, Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha đại diện giám mục Hải Phòng, quý cha trong linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha đại diện giáo phận Hải Phòng, cùng sự tham dự của đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy Trùng sinh và cộng đoàn dân chúa. Ngôi nhà thờ mẹ của tổng giáo phận hôm nay trở nên vui tươi, rộn ràng hơn bao giờ hết khi con cái từ khắp các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt chính tòa đã quy tụ về để tham dự thánh lễ trọng thể mừng kính thánh cả du Xe, bạn trăm năm đức trinh nữ Maria cũng là quan thầy tổng giáo phận. Đây cũng là dịp đặc biệt để chung chia niềm vui với đức tổng giám mục du Xe nhân ngày lễ quan thầy của ngài, lòng yêu mến đặc biệt đối với thánh cả và cầu nguyện cho tổng giáo phận trong tâm tình ấy, cha tổng đại diện Anton thay lời cho gia đình tổng giáo phận kính dâng lên đức tổng giám mục Du Xe những lời chúc mừng tốt đẹp gói trọn trong những cánh hoa thơm hương sắc. Ngọ lời với cộng đoàn, đức tổng giám mục Du Xe bày tỏ niềm hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng khi được hiện diện dưới mái nhà tổng giáo phận. Cùng với đó, Đức Tổng giám mục Du Xe gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng thơm thảo của mọi người vì lòng yêu mến và tình nghĩa bằng cách này hay cách khác đã gửi chúc mừng Ngài trong những ngày vừa qua. Mở lời đầu thánh lễ, mượn lời ca tụng của giáo hội về thánh cả Du Xe với hình ảnh người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, Đức Tổng giám mục Du Xe cũng cầu xin cho mọi người đạt được điều đó trong hành trình Kitô Hữu và trong hành trình cuộc đời. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe cũng hiệp ý với mọi người, cầu nguyện cho Đức cha Du Xe Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục, Tổng giáo phận Hà Nội. Quý cha, quý trùng sinh và quý ông, quý anh em nhận thánh Du Xe làm bổn mạng hôm nay. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe giúp cộng đoàn hiện diện hiểu sâu sắc hơn về dòng dõi của thánh Du Xe, một dòng dõi vững vàng trong đức tin, với hậu duệ được tồn tại đến muôn đời dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa hôm nay, Đức Tổng giám mục Du Xe mời gọi mọi người hãy học nơi Thánh Cả về đời sống đức tin. Thánh lễ tiếp diễn với bản tiệc Thánh Thể trăn ngập bầu khí thiêng liêng và sốt mến. Mừng lễ Kính Thánh Du Xe, mọi thành phần dân Chúa, cách riêng nơi mảnh đất Tổng giáo phận thân thương được mời gọi cùng nhau chung tay nối kết hiệp nhất yêu thương để dựng xây Tổng giáo phận mỗi ngày thêm thăng tiến. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Cả, Cùng với những nỗ lực, cố gắng của đoàn con cái, xin Chúa thúc đẩy và chúc lành cho mọi dự tính của Tổng giáo phận được bước đi trong sự hiệp hành. Được biết, trước khi bước vào thánh lễ trọng thể kính thánh du xe quan thầy, vào lúc 8 giờ, Linh Mục đoàn Tổng giáo phận đã có khoảng thời gian họp mặt định kỳ.